Báo tin online xin kính chào quý độc giả. Mời quý độc giả cùng Báo tin online điểm lại những thông tin nổi bật về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trong tuần từ ngày 13 tháng 1 năm 2024 đến ngày 20 tháng 1 năm 2024. Chương trình gồm những nội dung chính như sau: bắt khẩn cấp đối tượng giao cấu với người dưới 16 tuổi; Tây Ninh tạm giữ hình sự hai đối tượng cho vay lãi nặng; bắt khẩn cấp nam thanh niên sàm sỡ phụ nữ trong đêm; thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh tuần qua và những thông tin quan trọng khác. Ngày 19 tháng 1, Công an thành phố Tây Ninh ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hoàng Tuấn Anh, 32 tuổi, ngụ ấp Trường Thọ, xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành, để điều tra làm rõ hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Vào đầu tháng 12 năm 2023, Nguyễn Hoàng Tuấn Anh quen biết với cháu B, 15 tuổi, ngụ huyện Châu Thành. Cả hai sau đó nảy sinh tình cảm, thường nhắn tin nói chuyện qua mạng xã hội Facebook và điện thoại di động. Tối ngày 17 tháng 1 năm 2024, B gọi điện thoại rủ anh đi chơi. Tuấn Anh điều khiển xe máy chở B đến khu vực cửa Chánh Môn, Tòa Thánh Cầu Đài uống nước và đánh bi-a đến khoảng 3 giờ ngày 18 tháng 1 năm 2024 thì đưa B về nhà. Trên đường về, Tuấn Anh rủ B vào nhà nghỉ để ngủ và được B đồng ý. Cả hai ghé vào một nhà nghỉ ở phường 1, thành phố Tây Ninh. Tại đây, cả hai đã quan hệ tình dục. Sau khi chở B về, gia đình B phát hiện sự việc nên đưa anh và cháu B đến trình báo sự việc với công an phường 1. Tại cơ quan công an, Tuấn Anh thừa nhận sự việc và khai nhận cả hai đã từng quan hệ tình dục trước đó. Được biết, thời gian qua, tình trạng quan hệ tình dục ở trẻ vị thành niên có chiều hướng gia tăng. Vấn đề này không chỉ tiềm ẩn nhiều nguy hại tới sức khỏe, cuộc sống, tương lai của các em, mà còn là hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, khuyến cáo các bậc phụ huynh, nhất là những người trực tiếp nuôi dưỡng, quản lý con trẻ, cần thường xuyên quan tâm, quản lý, giáo dục con em mình về giới tính, tránh xa những nguy cơ có thể bị xâm hại. Nếu phát hiện trẻ bị xâm hại hoặc có dấu hiệu bị xâm hại, thì phụ huynh cần hết sức bình tĩnh, kịp thời an ủi, động viên trẻ để nắm bắt nội dung sự việc, mạnh dạn tố giác với cơ quan công an để kịp thời xử lý. Về phía cơ quan công an, cũng sẽ đảm bảo bí mật, bảo vệ danh dự, nhân phẩm cho bị hại trong quá trình điều tra xử lý tội phạm. Ngày 20 tháng 1, Công an huyện Châu Thành ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng Trần Thị Anh Đào, sinh năm 1976 và Đoàn Thanh Thiện, sinh năm 1974. Chồng đối tượng Đào, cùng ngụ xã An Cơ, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng. Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Châu Thành phát hiện một số đối tượng nghi vấn hoạt động cho vay lãi nặng nên đã tiến hành điều tra để tập trung đấu tranh triệt xóa. Cụ thể, vào lúc 17 giờ ngày 19 tháng 1 năm 2024, Công an huyện Châu Thành bắt quả tang đối tượng Trần Thị Anh Đào đang thu tiền góp của chị H, ngụ huyện Châu Thành. Tang vật thu giữ trên 233 triệu đồng, 3 sổ ghi chép hoạt động cho vay, 2 điện thoại di động, 3 xe mô tô các loại và nhiều tài liệu khác có liên quan đến hoạt động cho vay. Quá trình điều tra xác định, đối tượng Đoàn Thanh Thiện là chồng của Đào, giúp sức cho đối tượng Đào trong quá trình cho vay tiền để thu lợi bất chính. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Thiện để điều tra làm rõ. Kết quả điều tra ban đầu, hai đối tượng khai nhận vào khoảng năm 2018, thông qua các mối quan hệ ngoài xã hội, các đối tượng đã bỏ tiền cho khoảng hơn 50 người trên địa bàn xã An Cơ, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, vay với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Người vay thấp nhất số tiền là 1 triệu đồng và cao nhất là 20 triệu đồng, với lãi suất từ 180% đến 252% trên một năm. Tổng số tiền các đối tượng thu lợi bất chính trên 200 triệu đồng. Ngày 13 tháng 1, Công an huyện Dương Minh Châu ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đình Thành, sinh năm 2001, quê quán Hà Tĩnh, tạm trú xã An Lập, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm. Trước đó, vào lúc 21 giờ 25 phút ngày 11 tháng 1 năm 2024, trên đường 789, đoạn xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu, chị N, 24 tuổi, ngụ huyện Dương Minh Châu, điều khiển xe mô tô đi trên đường thì bị một đối tượng nam khoảng 30 tuổi điều khiển xe mô tô bám theo. Lợi dụng đêm tối, khi đến đoạn đường cao su vắng, đối tượng đã đạp ngã xe chị, sau đó đè nạn nhân xuống để thực hiện cưỡng hiếp. May mắn cho chị N là lúc này có người đi đường chạy đến. Đối tượng sợ bị phát hiện nên vội lên xe bỏ chạy về hướng huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Sau khi nhận được tin báo của nạn nhân, Công an xã Bến Củi đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện Dương Minh Châu. Ngay trong đêm, lực lượng Công an huyện đã gấp rút điều tra và tiến hành bắt nóng đối tượng Nguyễn Đình Thành. Tuần qua, lực lượng Công an Tây Ninh tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container và xử lý người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ. Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh ổn định, các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến được đảm bảo thông suốt.
Tai nạn giao thông xảy ra 11 vụ, làm 3 người chết, 9 người bị thương. Đơn cử một vụ việc như sau. Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 16 tháng 1 năm 2024, tại giao lộ đường Quỳnh Tấn Phát và hẻm 19 đường Quỳnh Tấn Phát, đoạn thuộc khu phố Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, ông TQAC, 47 tuổi, ngụ phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, điều khiển xe đạp lưu thông từ hẻm 19 ra đường Quỳnh Tấn Phát. Đã xảy ra va chạm với xe mô tô biển số 35K1-11627 do ông NVS, 45 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Bình, tạm trú xã Thái Bình, huyện Châu Thành, điều khiển lưu thông trên đường Quỳnh Tấn Phát hướng từ đường Bờ Lợi về đường Cách mạng tháng 8. Vụ tai nạn làm ông C bị chấn thương đầu. Nguyên nhân được xác định do ông C điều khiển xe đạp không nhường đường cho xe đi trên đường chính từ bất kỳ hướng nào tới tại nơi đường giao nhau. Tuần qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện lập biên bản 426 trường hợp vi phạm, trong đó 335 ô tô, 90 ô tô. Tạm giữ 195 phương tiện, trong đó 191 ô tô, 4 ô tô. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 551 trường hợp. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 143 trường hợp, trong đó 56 ô tô, 87 ô tô. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm vi phạm nồng độ cồn 92 trường hợp, quá tải quá khổ 19 trường hợp, quá tốc độ 43 trường hợp, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện 22 trường hợp. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức 53 tổ công tác phòng chống đua xe trái phép, lập biên bản 2 trường hợp vi phạm, tạm giữ 2 xe mô tô, giải tán 9 nhóm thanh thiếu niên tụ tập. Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ cùng với các lực lượng cảnh sát khác tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là trên các tuyến đường, tại các khu vực trung tâm, địa điểm tổ chức lễ hội. Tập trung xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, quá tải, quá khổ, đua xe trái phép và các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Bản tin tổng hợp về tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông trong tuần đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý độc giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.